Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở những video trước, tôi đã chia sẻ cùng quý vị về cái bóc phốt scam trên cái sàn ETB Swap. Rồi, thì tiếp theo video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để giảm thiểu các rủi ro khi quý vị chơi các coin DeFi trên các sàn phi tập trung. Thì trong quá trình chơi DeFi, quý vị swap trên các sàn phi tập trung và cái ví phi tập trung, quý vị thường có một cái lệnh mua các token mới mà nó mới được nít lên các sàn phi tập trung. Đó là cái lệnh mà upload đây này. Đó. Thì đây là một cái lệnh mà quý vị đã đồng ý để cho cái smart contract của họ truy cập vào cái dữ liệu của quý vị. Ok chưa? Và tất nhiên không phải cái smart contract nào nó cũng là scam, nó cũng có thể rug pull. Thì cũng tùy khi cái mạng smart chain BEP20 nó ra đời lâu rồi thì cái scam và rug pull nó càng nhiều. Thì cái này quý vị cứ hình dung nó giống như là quý vị mở cửa nhà để cho khách người ta vào trong nhà quý vị. Đó. Thì tức là quý vị đã đồng ý để cho họ truy cập vào cái dữ liệu trên cái ví của quý vị. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ KTV sẽ sử dụng cái ví SafePal. Quý vị có thể sử dụng cái ví Chert hoặc là ví MetaMask đều có thể được. Và nếu như quý vị chưa biết cài đặt cái ví SafePal thì quý vị có thể tìm những video trước mà KTV đã chia sẻ ạ. Rồi, ở đây quý vị hãy vào cái trình duyệt DApp phía dưới này. Quý vị để ý đến cái thanh menu ở phía bên trên này. Ok chưa? Thì quý vị chỉ cần vuốt màn hình từ bên phải sang bên trái, quý vị tìm đến cái tool này. Đó. Tool. Rồi, quý vị hãy vào cái trang web AndriKT này, BSC đây này. Đó. Thì đây là một cái trang web để quý vị có thể thu hồi tất cả các lệnh mà quý vị đã đồng ý cho cái smart contract nó truy cập vào dữ liệu ví của quý vị. Ok chưa? Đó. Nếu quý vị đã từng sử dụng cái ví SafePal này thì quý vị có thể vuốt lên này và kiểm tra. Đó. Thì đây là toàn bộ các lịch sử mà quý vị đã approve hay còn gọi là đồng ý đấy. Đó. Quý vị đã đồng ý để cho cái smart contract nó truy cập vào cái dữ liệu ví của quý vị. Đó. Thì quý vị chỉ việc vào chọn đến cái token và quý vị chọn vào revoke này. Ok chưa? Đó. Ví dụ KTV muốn thu hồi cái token này, không cho đồng ý nó truy cập vào cái dữ liệu nữa, thì quý vị chọn vào revoke. Ok chưa? Rồi, quý vị chọn vào ok để xác nhận này. Đó. Quý vị hãy xác nhận bằng vân tay hoặc là mật khẩu một lần nữa. Rồi, và khi quý vị thu hồi cái lệnh này thì quý vị cũng sẽ mất một khoản phí. Tất nhiên là nó cũng rẻ thôi, không đáng bao nhiêu cả. Nhưng quan trọng là cái ví của quý vị
được an toàn. Ok chưa? Rồi, và khi nó có cái biểu tượng hình bàn tay này, màu tím đây này, là cái lệnh đã được thu hồi thành công. Ok chưa? Rồi, và bên dưới quý vị cứ vuốt lên và tìm kiếm đến các token nào mà nó scam hay là nó đã bị rút pool thì quý vị có thể thu hồi hết. Ok chưa? Đó, bây giờ quý vị có thể kiểm tra cái phí ở đây. Quý vị click vào cái block đây này và cái dãy số block này. Ok, thì đây là cái mã TXH này. Và một cái trạng thái giao dịch thu hồi đã thành công này. Đây, thì cái phần quan trọng nhất là quý vị chỉ cần để ý đến cái phí đây. Phí ở cái thời điểm hiện tại nó là 0.08 đô. Ok chưa? Rồi, không đáng bao nhiêu cả. Quan trọng là cái ví của quý vị được an toàn tuyệt đối. Rồi, KTV sẽ tắt cái này đi. Ok, ngoài ra nếu mà quý vị sử dụng hay là quý vị giao dịch trên các sàn như Uniswap thì quý vị cũng có thể vào cái UNRKT ETH này để thu hồi các lệnh, và các bước làm nó cũng tương tự như vậy. Ok chưa? Trường hợp nếu quý vị không sử dụng cái ví SafePan thì quý vị có thể vào cái biểu tượng 3 chấm phía bên trên góc phải để lấy cái địa chỉ domain. Đó, quý vị chỉ việc copy cái link này. Đó, và quý vị dán nó vào một cái trình duyệt web. Ok chưa? Đó, thì nó sẽ ra cái giao diện và quý vị có thể kết nối với ví, hoặc là quý vị hãy copy cái địa chỉ ví và dán vào cái ô tìm kiếm thì nó sẽ ra các danh sách mà quý vị đã upload. Rồi quý vị cũng thao tác thu hồi cái lệnh upload như các bước mà KTV vừa chia sẻ ở trên. Rồi, và đến đây thì KTV xin kết thúc video. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.